thì không có nên. Đấy. Rồi còn cái việc mà thờ thần tài thổ địa ông Táo đó thì nó có hai cái dạng như thế này. Dạng thứ nhất á là chúng ta xem họ như là một cái hàng phi nhân, và chúng ta làm phước cúng dường họ đó thì cũng không vấn đề gì. Còn nếu như chúng ta xem ông tị địa ông thần tài ông Táo đó xem như là một cái đối tượng để nương nhờ, xem đó là một đối tượng để nương nhờ, thì chúng ta đức tam quy, là khi chúng ta coi những cái đối tượng đó là cái nơi để chúng ta nương nhờ thì chúng ta đức tam quy là không còn là một người Phật tử nữa. Còn nếu như chúng ta không có coi họ là nơi nương nhờ, nhưng mà chúng ta chăm sóc, chúng ta ưu tiên họ hơn tăng đoàn, có nghĩa là chúng ta dành cho họ cái sự kính trọng, cái sự chăm sóc đặc biệt hơn, đặt họ ở cái vị trí mà trước tăng đoàn, phía trước tăng đoàn, thì trong Tăng Chi Bộ Kinh nói rằng chúng ta thì cái người cư sĩ đó là cái hạng cư sĩ thấp kém nhất, là hạng cư sĩ bước đi, là hạng cư sĩ coi như là Đức Phật dùng những cái từ rất là nặng nề, coi như hàng gọi là trong số các cái giai cấp ở Ấn Độ thì giai cấp nô lệ là giai cấp thấp kém nhất. Cũng vậy, trong số tất cả các cái hàng cư sĩ mà Phật tử đó, thì cái người Phật tử mà đem những cái đối tượng khác đặt cái sự ưu tiên của họ trước phía trước tăng đoàn thì họ là cái hàng cư sĩ thấp kém nhất ở trong tăng đoàn. Thành ra chúng ta nó có ba cái thái độ cư xử thì nó sẽ quyết định là chúng ta là cái loại người như thế nào ha. Chứ Đức Phật không không có cấm là chúng ta không có được bố thí cúng dường đến ngay cả đến tu sĩ ngoại đạo, Đức Phật cũng không có cấm. Nhưng mà cái thái độ nó sẽ quyết định cái vấn đề của chúng ta.